Ok, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi có hai cái thứ muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông, và cũng như là hai cái thứ này thì tôi mới vừa tìm được rất là hay luôn, và tôi thấy là nó rất là có ích khi mà tất cả các ông sử dụng luôn ha. Thì bởi vì thế thì tôi sẽ mang đến cho tất cả các ông trong cái video ngày hôm nay. Thì trước khi mà tôi chia sẻ hai cái thứ đó cho tất cả các ông ấy, thì trước tiên thì tôi xin nói luôn, thì hiện tại là trên kênh của tôi ấy, thì hiện tại là những cái cloud với lại là những cái clean đồ ấy, thì mọi người có thể vào mọi người tải bình thường trở lại rồi ha. Tại vì ngày hôm qua ấy, thì cái kênh của tôi là nó bị lỗi cái chỗ tải á mọi người. Thì khi mà mọi người nhấn vào mọi người tải ấy, thì nó không có tải được. Thì ngày hôm nay thì cuối cùng là tôi cũng đã fix xong rồi, và anh em có thể vào anh em tải những cái clean bình thường rồi ha. Rồi, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong video ngày hôm nay ấy, thì tại vì có nhiều bạn yêu cầu tôi làm quá, thì cũng như mấy bạn có thể biết là cách đây là vài tuần trước trên kênh của tôi có chia sẻ đến cho tất cả các ông về một cái phiên bản cloud NowGG mà không cần phải sử dụng phát IP với mọi người. Thì sau khi mà tôi đăng lên xong thì có rất là nhiều ông ủng hộ luôn, và mấy ông sử dụng rất là ngon. Cho tới khi thì cách đây là khoảng 2 ngày trước thì bên cái NowGG đó thì họ đã fix rồi nha mọi người. Đó, thì họ đã fix rồi, thì mọi người có rất là nhiều bạn đã không còn sử dụng được, và mấy bạn cứ bảo là anh ơi, anh hãy ra cái bản NowGG mới cho tụi em đi, thì cái bản cũ là nó bị lỗi IP rồi. Thì bây giờ anh ra cái bản mới mà không cần phát IP cho tụi em đi, và đặc biệt đó là trên điện thoại nha anh. Rồi, thì nói chung là nhiều bạn yêu cầu quá, thì tí thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các ông, và cũng như là tôi sẽ mang đến cho tất cả các ông cái phiên bản nào gần không cần phải tải phần mềm phát IP, cũng không cần thêm bất kỳ phần mềm thứ ba nào khác nha mấy ông, mà vẫn có thể vào keo sử dụng được rất là bình thường luôn. Đó, thì tí thì tôi sẽ hướng dẫn các ông sau. Còn ở trong video ngày hôm nay nữa, thì tôi có một cái bản menu á, mà cái bản menu này á, thì tôi thấy nó cũng khá là hot luôn mọi người ạ. Nếu mà dành cho những bạn nào á, mà chơi cái tựa game Minecraft trên máy tính á, thì mấy bạn sẽ biết tới một cái clean có tên là Luna Clean nha mọi người. Thì cái clean đó thì bên Minecraft á, thì nó hỗ trợ cho mấy bạn chơi Minecraft trên máy tính ấy. Thì ngày hôm nay tôi mới vừa tìm ra được một cái phiên bản menu tên là Luna Clean luôn, và cái tên là Luna nha mọi người, tên là Luna Hub chứ. Tại vì cái phiên bản Luna này á, là của bên Minecraft, mà bây giờ á, thì họ đã tiến hành họ phát triển qua bên Roblox luôn rồi nha mọi người. Rất là ngon luôn. Thì sẵn trong video ngày hôm nay á, tôi mới vừa tìm được, tôi mang đến cho tất cả các ông luôn. Và bản này thì không cần cái cây hoàn toàn 100% nha. Mọi người chỉ cần copy script và chạy trên bất kỳ những cái clip nào cũng được, thì nó sẽ tiến hành nó mở lên cho mấy bạn sử dụng. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi mở cái bản lên cho tất cả các ông cùng xem ha. Ok, let's go. Ok, tất cả các ông ơi, thì như tất cả các ông có thể thấy nè, đó, cái giao diện của cái Luna này, cái logo á là mọi người cũng đủ thấy á, là nó là y chang bên cái Luna bên Marap rồi. Và đây là cái bản là Luna X nha mọi người, đó, Luna X Hub, và một trong những cái bản mới ra không cần phải cái cây. Bản này á thì hồi nãy là tôi đã test thử rồi, tôi thấy nó rất là ngon luôn mọi người ạ. Mặc dù á là nó mới ra nhưng mà nó hỗ trợ cho anh em rất là nhiều chức năng luôn, từ những cái chức năng mà theo kiểu là farm level này, farm bounty này, farm đủ thứ luôn nha mọi người, farm capring, nói chung á là những cái chức năng mà farm á thì nó hỗ trợ cho mấy ông hết luôn. Đó, còn về phần chế độ farm á thì nó dịch chuyển tức thời, nó farm được rất là ngon luôn nè mấy ông. Đấy, thì cái bản này á là tôi mới vừa tìm được hồi nãy, thì bởi vậy là ông nào sử dụng á thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game hoặc là phần mô tả cho mấy ông ha. Đó, thì bản này á thì được cái là nó không cần gắn cây, mọi người chỉ việc là lấy về sử dụng thôi và không cần gắn cây ha. Đó, đang đánh rất là ok luôn nha mấy ông. Đấy, thì nói chung á là bản này thì nó gom quái đánh được rất là ngon nè. Đó, mọi người thấy chơi rất là ngon ha. Rồi, thì ngoài những cái chức năng nó ra thì nó vẫn hỗ trợ cho mấy ông về những cái chức năng khác này, chẳng hạn như là hỗ trợ cho mấy ông tự động nâng chỉ số này, hỗ trợ full chức năng up cộng level 4 này, hỗ trợ phần sell event cho mọi người nữa nè. Đó, tự động dịch chuyển tới đảo Kitsune này, rồi tự động đi farm Terosat này, nhặt lửa linh hồn này, farm level than đồ là có đầy đủ cho tất cả các ông luôn. Việc của mấy ông á, khi mà muốn sử dụng bản này là mấy ông chỉ việc là mấy ông lấy về, mấy ông chạy một phát là lên cái bản cho mấy ông sử dụng luôn ha. Đây, phần shop này, phần rai này, phần David Food này. Rồi, David Food thì có SB định bị trái đồ cái thứ ha, có random trái nữa nè. Đây, tôi random cho mấy ông xem. Đó, tôi random ra được trái chớp nè mấy ông thấy không? Đó, phần layer thì hỗ trợ mọi người đi dịch chuyển tới người chơi này, đi đánh PVP này, nhìn xuyên tường này. Đó, SB là nhìn xuyên tường người chơi luôn ha mọi người, rất là ngon ha. Rồi, thì nói chung á là về chế độ farm á thì hỗ trợ cho mọi người tự động thu hoạch melee, tự động làm những cái nhiệm vụ này. Nhiều lắm mấy ông ơi, thì hầu như là cái bản này là những chức năng nào nó cũng có hết nha mọi người. Đó, chức năng nào cũng có luôn, cực kỳ ngon luôn nha mấy ông. Đó, hỗ trợ auto farm melee đồ là có đầy đủ cho mấy ông luôn nè. Đấy, việc của mấy ông về thì chỉ cần sử dụng thôi. Còn về chế độ farm thì nãy giờ nó đánh là không hề bị lỗi nha mọi người. Mặc dù cái bản này là nó mới vừa bước vào cái thị trường của cái tự game Roblox thôi, nhưng mà nó làm rất là ngon luôn. Đó, còn về phần chế độ farm thì mọi người tích vào nè. Đấy mọi người thấy không, tích vào thì nó sẽ tự động nó dịch chuyển tức thời mọi người luôn. Đó, dịch chuyển tới cái đảo farm rất là nhanh luôn nha mọi người. Đây, thì tôi sẽ cho mấy ông xem. Thì nói chung á là video này tôi chỉ test sơ cho mấy ông về cái bản này thôi. Tại vì nếu mà test chi tiết thì nó rất là lâu, tại vì cái bản này nó có rất là nhiều chức năng hay luôn mọi người. Đó, thì ông nào sử dụng thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game hoặc là phần mô tả. Còn bây giờ thì tôi biết là mấy ông đang rất là mong ngóng về cái cloud NowGG không cần phát IP trên điện thoại đúng không? Thì bây giờ thì tôi sẽ mang đến cho các ông liền đây. Ok, let's go. Và ok mấy ông ơi, thì hiện tại là tôi đã tiến hành tôi tháng đầu ngày tôi chia sẻ đến cho tất cả các ông về cái cloud NowGG đúng không? Thì bình thường á là nếu mà chơi trên điện thoại thì mấy bạn sẽ sử dụng cái cloud NowGG ở đâu?
ở trình duyệt Chrome hay là ở những cái trình duyệt khác, hay là mọi người sử dụng bằng những cái app, hay bình thường đó là mọi người hay sử dụng, tôi thấy nhiều nhất là mấy ông hay sử dụng bằng cái trình duyệt Chrome rất là nhiều luôn. Thì ngày hôm nay á thì tôi sẽ mang đến cho tất cả các ông một cái trình duyệt khác, nó có tên là cái trình duyệt PC. Thì này á, thì cái trình duyệt này á thì nó cũng giống y chang cái Chrome thôi, nó cũng hỗ trợ mấy ông chơi game, treo game, và đặc biệt á là cái trình duyệt PC này á nó còn tích hợp những cái chức năng chẳng hạn như là hỗ trợ cho mấy ông là vừa treo game vừa tắt màn hình này, và vừa treo game khi mà vừa làm những cái đa vụ khác luôn mà cái Chrome nó không bao giờ nó làm được nha mọi người. Đó, thì ngày hôm nay á thì đối với lại cái Chrome á, khi mà bây giờ anh em vào trong cái Navg anh em chơi á là bắt buộc anh em phải tải thêm một cái phần mềm phát IP riêng ở ngoài nữa thì anh em mới sử dụng được cái Navg. Còn đối với lại cái phần mềm trình duyệt PC này á thì mọi người đúng cần một cái phần mềm PC thôi, mọi người không cần bất kỳ thêm một cái phần mềm phát VPN nào hết nha mọi người. Mình nhấn mạnh là mọi người cần đúng một cái phần mềm PC này thôi. Và đây là phiên bản PC Premium VIP. Thì cái bản này á là nếu mà bình thường mọi người muốn sử dụng thì mọi người phải trả phí mọi người mới sử dụng được. Nếu mà mọi người tải trong cái cửa hàng CH Play thì nó sẽ là như thế. Còn ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông á thì đây là cái bản Premium VIP. Và bản này á mấy ông chỉ việc là kéo xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận game để tải nó về, và nó là hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Mọi người nhớ là mọi người phải tải từ cái của tôi, không được tải từ trong cái cửa hàng CH Play nha, tại vì trong cái cửa hàng CH Play á là nó sẽ bị lỗi nha mọi người. Đó, nó sẽ bị cái tình trạng là không có hỗ trợ mọi người những cái tính năng VIP đấy. Rồi thì bây giờ sau khi mà mọi người tải cái bản VIP này về rồi thì mọi người cài đặt lên cho tôi. Cài đặt xong rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người mở lên để mọi người vào trong cái Navg mọi người treo bình thường thôi, không cần phải phát không cần phải sử dụng cái phần mềm thứ ba hay là phần mềm phát IP riêng ở ngoài nha. Rồi bây giờ mọi người mở lên cho tôi. Thì sau khi mà mở lên xong á thì mọi người có thể thấy nè, thì đây là một cái trình duyệt nó y chang cái Chrome thôi mọi người ạ. Nhưng mà đặc biệt một cái là đối với lại cái PC này thì nó sẽ mượn phần Chrome rất là nhiều. Rồi thì sau khi mà vào trong cái trình duyệt này rồi đúng không, thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái trang Navg này cho tôi. Thì cái trang Navg này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game, hoặc là mấy ông có thể dòm theo để mấy ông ghi. Đó, thì mấy ông vào đúng cái trang này cho tôi. Đấy. Rồi sau khi mà vào xong đúng cái trang này xong á thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đó, thì khi xem tới đây á là mấy bạn sẽ bảo tôi á là lừa mấy bạn đúng không? Rồi không nha, thì sau khi mà nó hiện lên, nếu mà nó bảo là sorry this game như thế này á thì bây giờ á để có thể mà khắc phục được cái lỗi này á thì mọi người sẽ nhấn vào cái biểu tượng góc phải trên cùng cho tôi có cái chữ VPN nè. Thì cái app này được một cái rất là hay luôn là cái PC này nó tích hợp sẵn cho anh em cái VPN luôn. Thì anh em không có cần phải tải bất kỳ một cái phần mềm ở ngoài nào nữa. Đó, anh em chỉ cần nhấn vào nè. Rồi anh em đợi một tí. Thì sau khi hiện lên xong thì nó sẽ có rất là nhiều cái quốc gia cho anh em sử dụng ha. Ở đây thì anh em sẽ chọn vào cái quốc gia là Australia cho tôi. Đây Australia nè, anh em chọn vào. Đó, thì sau khi mà anh em chọn cái Australia rồi anh em đợi cho nó kết nối nha. Đây ở đây á anh em thì cái này á bản VIP thì anh em mới sử dụng được nha mọi người. Đây mọi người thấy chữ cao cấp nè. Còn nếu mà mọi người cái bản bình thường là mọi người sẽ phải tốn tiền mọi người mua. Còn ở đây á là tôi mang cho anh em bản VIP rồi. Đó, anh em kết nối xong rồi thì bây giờ anh em sẽ tiến hành anh em load lại cái trang này ha. Anh em vuốt xuống cho tiến hành nó load lại cái trang nè. Đây. Thì sau khi mà nó load lại xong á thì anh em có thể thấy nè là chúng ta đã fix được cái tình trạng đó là bị lỗi ra lỗi cái nào gờ rồi anh em thấy không? Rồi sau khi mà các ông kết nối xong cái nước Australia rồi thì bây giờ mấy ông sẽ tiến hành nhấn vào cái chữ là play power cho tôi ha. Đó, nhấn vào. Rồi thì sau khi mà mọi người nhấn vào xong á thì mọi người có thể thấy nè là nó sẽ tiến hành nó vào được bên trong cái Navg nha mọi người. Đây đó, mọi người có thể thấy nè. Đấy, thì đối với là cái cách này á thì mọi người có thể áp dụng lên mọi người sử dụng được cái Navg này mà không có cần phải tải bất kỳ một cái phần mềm mà phát VPN ở ngoài ha. Đó, thì ở đây mọi người có thể thấy là nó đang chạy vào nè. Việc của bây giờ là mọi người đợi cho nó tiến hành nó chạy vào trong thôi. Rồi thì sau khi mà nó chạy vào trong rồi thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Thì tới bước này á thì cực kỳ đơn giản rồi. Mọi người sẽ vào trong một cái tựa game bất kỳ nè. Đó, rồi sau đó thì mọi người sẽ dừng nó lại, mọi người không có cần tải mấy cái này đâu. Mọi người vuốt xuống phía cuối trang thì nó sẽ có cái chữ web. Thì ở đây mọi người nhấn vào cái chữ web thì nó sẽ đưa mọi người tới nó vào trong cái trình duyệt nè mọi người thấy không? Đó, thì việc bây giờ á thì khi mà vào tới đây rồi thì mọi người sẽ vào cái trang của tôi ha để mọi người tải những cái clip về để mọi người treo. Đây, đó là cái trang xemnot.com sạc nốt sạc đẹp thg123 nha mọi người. Đó thì mọi người á vào đúng cái trang này tôi ha, xemnot.com sạc nốt sạc đẹp thg123. Thì sau khi mà vào đúng cái trang này rồi á thì mọi người đợi một tí thì nó sẽ ra cái trang web của tôi nè. Thì ở cái trang này á thì bây giờ mọi người chỉ cần là vuốt xuống rồi tích vào là tôi không phải là người máy ha. Đây mọi người vuốt xuống nè. Đây đó, mọi người tích vào là tôi không phải là người máy. Rồi mọi người là ở đây thì nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó, rất là đơn giản luôn. Rồi xong rồi thì mọi người tức là little to continue. Đó, thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web này ha. Thì đối với lại trang web tiếp theo này á thì mọi người sẽ đợi giúp tôi trong vòng là 9 giây. Thì sau khi mà xong 9 giây rồi thì nó sẽ hiện lên những cái clip mà mọi người có thể tải về để mọi người treo trên cái cloud này nha mọi người. Và hiện tại á là tôi đã cập nhật hết tất cả những cái clip này rồi thì anh em có thể tải về để sử dụng bất kỳ lúc nào ha. Đó, ở đây nè, mọi người có thể thấy nè, đó là tôi đã cập nhật cái ACXNEO phiên bản mới nhất cho anh em luôn rồi. Thì Chigon đó nè, Avon nè, Data nè, đó những cái clip này thì anh em có thể sử dụng bình thường. Rồi, thì về sau nếu mà có cập nhật mới nữa thì tôi sẽ update lên cho mọi người ha. Ở đây thì bây giờ thì tôi sẽ nhấn vào cái Acer XNEO nè. Và mọi người có thể thấy là đối với lại những cái clip trong đây thì mọi người chỉ được treo trong cái cloud thôi, không được tải về máy thiệt nha. Tại vì tải về máy thiệt thì nó sẽ bị ban được cái thứ thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha anh em. Đó, mọi người tải về. Rồi sau khi tải về xong rồi thì anh em chỉ cần là cài đặt và vào chơi thôi. Đó, thì nói chung là cái bước này thì vô cùng đơn giản rồi. Thì nói chung tới đây là coi như là anh em đã tiến hành anh em cài được cái Navg mà không có cần phải tải phần mềm FTP riêng ở ngoài rồi ha. Rồi ở đây tôi tải xong rồi thì tôi cài đặt nó thôi. Đó, cài đặt thì chắc chắn là cài đặt
được 100% rồi. Đó, sau khi cài xong thì anh em nhấn mở lên cho tôi. Rồi thì nói chung á là tới cái bước này á, coi như là anh em đã cài đặt thành công cái clean rồi. Việc của anh em bây giờ là chỉ cần vào đăng nhập và sử dụng thôi. Và đối với lại cái clean này á, thì khi mà anh em sử dụng trong cái 3C này, thì khi mà anh em đây từ anh em đợi anh tí cho tiến hành đó cài đặt xong nè. Đó, anh em đợi anh tí ha. Rồi thì đối với lại cái này á, thì khi mà anh em muốn thoát ra ngoài thì anh em nhấn vào cái nút home, hoặc là anh em vuốt từ dưới vuốt lên để quay về màn hình chính á, thì nó sẽ xuất hiện ở ngoài như thế này cho anh em luôn. Đó, thì khi mà anh em treo game rồi thì nó sẽ xuất hiện ở ngoài như thế này. Anh em có thể là vừa xem YouTube vừa treo, và có thể là vừa tắt màn hình luôn nha. Khi mà nó hiện như thế này á, là anh em có thể tắt màn hình, anh em treo luôn, rất là ngon. Đó, thì đó là về cái 3C VIP mà ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho anh em, để anh em có thể chạy cái NOG này. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em rất là nhiều, và bye bye anh em nha.